nó bảo around 11 mà. Đâu, anh xem nó bảo mình around 10 nữa, này sao đẹp. Nó bắn ở giữa. Trời, cảm giác nó đến gần mình ấy. Không khoan. Nhìn to rồi đấy. Quay phim à? 15 phút rồi đấy. Lên phim đẹp hơn. Đâu bên ngoài trông đẹp hơn. Không, bên ngoài đẹp hơn là sao? Được à? Giống như hàm răng thật. Hello mọi người, hello đi.